Trận Tyson Fury đấu Deontay Wilder 3 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Trận Tyson Fury đấu Deontay Wilder 3 đang được thúc tiến để có thể diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm nay. Cuộc chiến thứ 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder đang được nhắm mục tiêu diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới, với các địa điểm tiềm năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thông tin được xác nhận bởi giám đốc điều hành Top Rank, ông Brad Rakoff. Chúng tôi đang tập trung vào ngày 19 tháng 12 và hy vọng rằng sau đó chúng tôi sẽ trở lại trạng thái gần như bình thường, Jacob chia sẻ trên Skypod. Đó có thể là 50% công suất. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm vị trí tốt nhất cho sự kiện này trên toàn cầu. Điều đó sẽ được thu hẹp và hãy chờ xem nó sẽ đưa chúng ta đến đâu. Đã có một số đề xuất về địa điểm thi đấu trận Tyson Fury Deontay Wilder 3 như promoter Dan Lonergan. Nếu bạn muốn đến một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới, tạo ra cho mình một đám đông được đảm bảo, có lẽ Úc là phù hợp nhất. Chia sẻ về điều này, CEO của Top Rank cho biết, không phải vào thời điểm này, có rất nhiều đề nghị từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại không có tiến triển thực sự nào cho bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Nói về việc mở cửa cho người hâm mộ, Brad Jacob thận trọng. Chúng tôi đang xem xét các bước tiếp theo sẽ là gì. Một hội trường nhỏ với 1.000 người. Một đấu trường lớn chứa 15.000 chỗ ngồi, nhưng bên trong có 3.000 người. Mọi người có thể ngồi gần nhau đến mức nào, đó là một cam kết rất lớn để đạt được mục đích tiếp theo. Chúng tôi đang nghiên cứu một cách tích cực. Giám đốc điều hành Brad Jacob cũng tiết lộ rằng Top Rank và ban tổ chức đã có những phương án đầy đủ trước thách thức từ đại dịch COVID-19. 24/7, 6 tuần trước khi sự kiện đầu tiên của chúng tôi diễn ra, chúng tôi đã chuẩn bị các quy trình khi có những mẫu xét nghiệm dương tính. Chúng tôi không sống trong một thế giới ảo mộng, không có xét nghiệm hay tưởng tượng tích cực. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, kế hoạch của chúng tôi hiện đang vận hành trơn tru. Khi chúng tôi có một xét nghiệm dương tính, chúng tôi tuân theo một quy trình. Mọi người được bảo vệ và chúng tôi tiếp tục. Thừa nhận giữ cho tất cả một cách an toàn trước đại dịch là thách thức, nhưng CEO Brad Jacob khẳng định họ vẫn có đầy đủ nguồn lực, nhân viên y tế, an ninh cho tất cả trường hợp. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.